gặp nhau và cô sẽ hướng dẫn các con một hoạt động rất là thú vị, đó là hoạt động STEM. Chúng mình sẽ cùng làm một chiếc bè nổi được trên mặt nước và thậm chí chúng mình sẽ chở được một số đồ vật ở trên chiếc bè này nữa đấy các con ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô vào hoạt động và xem các nguyên liệu chúng mình cần là gì nhá. Cô sẽ giới thiệu các con các nguyên vật liệu cần thiết để làm chiếc bè nổi được trên nước nhá. Đầu tiên đó là bút màu. Tiếp theo đấy là hồ dán, băng dính trong, băng dính hai mặt, kéo, hộp sữa chua, hoặc là chúng mình sẽ dùng những chai la vi. Chúng mình đã uống hết nước rồi, chúng mình sẽ tái chế lại. Tiếp theo là để làm được cái bè này, cô sẽ dùng nguyên vật liệu đấy là ống hút. Những cái ống hút chúng mình đi uống trà sữa hoặc là những cái ống hút chúng mình đã dùng rồi, chúng mình sẽ giữ lại để tái sử dụng nhé các con nhé, để làm đồ chơi. Và giấy, có thể là giấy màu hoặc giấy trắng, tùy các con, nhà có gì chúng mình sẽ làm cái nấy nhé. Và bây giờ cô sẽ đi vào từng bước hướng dẫn các con làm chiếc bè. Đây là một hoạt động. Cô sẽ chọn các ống hút dài bằng nhau, cô xếp sao cho các đầu bằng nhau đi. Sau đấy cô sẽ dùng băng dính, cô sẽ dùng băng dính hai mặt để cô cố định các ống hút lại. Tương tự như thế để cô cố định đập một đầu còn lại nhé các con nhé. Chúng mình sẽ dùng băng dính cố định hai đầu của ống hút. Thế nhìn thấy chưa nào? Bè của chúng mình chắc hơn và không bị tuột. Cô sẽ dùng băng dính trong, cô quấn xung quanh của chiếc bè. Sau khi chúng mình quấn băng dính xung quanh các ống hút để cho các ống hút dính chặt vào với nhau, không bị tuột, thì tiếp theo đấy là chúng mình sẽ làm cái phao cho chiếc bè nổi được trên mặt nước. Thì tiếp theo đấy là cô sẽ làm cái phao để cho chiếc bè nổi được trên mặt nước. Cô sẽ dùng hộp sữa chua đã uống rồi, hoặc các con sẽ dùng chai la vi. Chúng mình sẽ dán hộp sữa chua này vào trong băng dính, băng dính hai mặt sao cho thật chặt. Hai hộp sữa chua vào phần dưới của chiếc bè. Đây là phần chúng mình sẽ thả xuống nước, sẽ nằm tiếp xúc với nước để cho chiếc bè của chúng mình nổi lên. Chúng mình đã nhìn thấy chưa nào? Sau khi làm xong phần hai chiếc phao cho chiếc bè, chúng mình nhớ hai chiếc phao này phải nằm ở hai đầu của chiếc bè để cho chiếc bè nó thật là cân. Phần cơ bản của chiếc bè rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến một cái hoạt động tiếp theo, đó là trang trí cho cái bè của mình thật là đẹp và sinh động. Và cô quyết định là cô sẽ trang trí lá cờ. Và cô sẽ vẽ lá cờ Việt Nam. Đầu tiên cô cần một tờ giấy trắng và bút sáp màu. Lá cờ chúng mình sẽ vẽ một hình. Hình gì các con nhỉ? Đúng rồi, hình chữ nhật. Và một ngôi sao. Sau đấy cô sẽ dùng bút màu để cô tô. Khi vẽ và tô màu xong lá cờ, cô sẽ dùng kéo cô cắt. Sau khi cắt xong, chúng mình sẽ dùng một que xiên hoặc là que tăm. Các con ở nhà có que gì cũng được. Chúng mình sẽ làm cắm cờ nhé. Chúng mình sẽ quấn lá cờ vào và chúng mình bôi hồ qua mặt trái của tờ giấy. Sau đây chúng mình sẽ quấn vào. Cô đã quấn xong lá cờ của mình rồi đấy. Tiếp theo lên trên cái bè của chúng mình. Và cô sẽ cũng dùng băng dính trong để cô cố định cái lá cờ lại. Vậy là cô đã làm xong một chiếc bè với lá cờ Việt Nam.
rất là đẹp đúng không các con nào? Và bây giờ chúng mình sẽ cùng trải nghiệm xem chiếc bè của mình có nổi được trên nước không nhá. Cùng cô trải nghiệm xem chiếc bè chúng cô vừa làm có nổi được trên nước không nhá. Nào, 1, 2, 3. Ồ, nổi được đấy các con ạ. Ồ, ồ, các con ơi để ý này, vì sao nó lại bị nghiêng như thế này nhỉ? À, cô biết nguyên nhân vì sao rồi. Vì lọ sữa chua của chúng mình bị hở miệng cho nên là nước tràn vào trong chai và làm cho chiếc bè của mình nó không cân. Bây giờ chúng mình làm thế nào để khắc phục? Mình sẽ cùng nhau lấy băng dính bịt kín miệng sữa hộp sữa chua lại các con nhé. Sau khi bịt kín rồi, cô sẽ dùng băng dính xoay một vòng để cố định lại. Tương tự làm cái chai còn lại các con nhé. Kín hai đầu của chai sữa chua rồi, chúng mình sẽ cùng nhau hạ dưới nước. Nó không chìm được các con ạ. Một bạn ngồi trên chiếc bè này xem như thế nào nha. Ồ, chiếc bè cũng không chìm luôn. Bây giờ cô vừa làm xong một chiếc bè và chúng mình đã được xem cô trải nghiệm cho chiếc bè này thả trên mặt nước. Và thậm chí chiếc bè của cô còn chở được bạn nhỏ trên trên đấy nữa đây các con ạ. Rất là thú vị đúng không nào? Cô hy vọng đây là một hoạt động rất là bổ ích và nhiều thiết thực để các con thực hành ở nhà, dùng các nguyên vật liệu tái chế để chúng mình làm ra được thật nhiều hạt sản phẩm thú vị và bổ ích nhé. Cô chào và hẹn gặp lại các con lần sau.